皆さんこんばんは、CD でございます。 DMG プロダクションズのチャンネルへようこそいらっしゃいました。今回は DMG アカデミー第46号をお届けしたいと思います。 Trong số này, nhóm sản xuất DMG Academy sẽ đưa lên đề bài mà chúng ta sẽ sử dụng để biên dịch và phân tích trong 2 tuần cuối cùng của tháng 5. 2 tuần trước, chúng ta đã theo dõi công việc đầu tiên được giao phó của Đỗ Thanh Minh, nhân viên mới của phòng kinh doanh công ty cổ phần TMG Monozukuri. Trong 2 tuần này, chúng ta sẽ gặp lại Trần Hồng Lan, cô em út của phòng hành chính tổng hợp nhé. Đáng sang, đón dọ. Chị Dương ơi, chị có đang bận không? Em muốn hỏi ý kiến chị một chút ạ. Lan đây à? Ngồi đây em. Dạ vâng, chị ơi, chị xem giúp em xem biểu mẫu đề xuất ý tưởng cải tiến cho các phòng ban thế này đã được chưa ạ? Đưa chị xem nào. Cũng khá ổn đấy, nhưng còn thiếu phần phê duyệt. Em xem lại quy chế rồi bổ sung nhé. À, đúng là em quên mất ạ. Để em hoàn thiện rồi cuối giờ chiều chị lại xem qua giúp em được không ạ? Chiều nay chị có hẹn với nhà cung cấp rồi, 10 giờ sáng mai em nhé. Vậy là công việc đầu tiên mà Hồng Lan đảm nhiệm là soạn thảo một biểu mẫu. Đúng là những tấm chiếu mới thì sẽ luôn được giao công việc đơn giản như vậy thôi, phải không nào? Nhưng đừng coi thường những công việc nhỏ nhặt ấy, vì thực ra chúng có thể giúp chúng ta trưởng thành từng chút một đấy ạ. Còn chúng ta thì hãy lắng nghe hội thoại trên một lần nữa để quyết định văn phong dịch thuật cho phù hợp nhé. Hãy comment phương án chuyển ngữ của bạn xuống ngay dưới đây và chờ đón phần sửa bài cũng như phương án biên dịch của CD tại những tập tiếp trong tuần thứ 3 và tuần thứ 4 của tháng 5 sẽ lên sóng vào 20 giờ giờ Việt Nam hay 22 giờ giờ Nhật Bản các buổi tối thứ 3, 5, 7. Đừng quên tặng TMG Production chúng mình một like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị hay hữu ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Sayonara!